Cô sẽ mời bạn Nguyễn Thiên Phúc lên trả bài. Bây giờ bạn Nguyễn Thiên Phúc, chữ này chữ gì? Nè. Chữ gì? Có dấu chấm bên đầu. Bánh gì? Không biết bánh đó. Chữ gì? Quy. Quy. Ây dài. Đó, rải bao nhiêu chữ cái đếm à? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 mười mấy? 14. Ừ, 14 chữ. Wow, thuộc 14 chữ nhưng mà bác quên chữ nào? Nãy bác quên chữ nào? Chữ này là chữ gì? Bánh gì? Quy. Chữ gì? Quy. Ok.